kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài cây long hoa ta cặm khắp miền do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau tiếng đờn bần khẩy không dây đờn kêu bốn phía đông tây nghe lời ta đờn đó tuyệt vời bí quyết tiếng đờn trời rất tuyệt rất thanh đờn kêu bá tánh lẹ nhanh dáng tu kẹo trễ nạnh tranh làm gì thái bình ơi ta đờn thì qua mấy dặm cây long hoa ta cặm khắp miền trời bảo ta phải bơi chiếc đỏ tiên đậu bến khổ nơi miền sơn đảnh trời bảo ta xuống đây tạo cảnh để rồi về đừng lấp lánh trần nhơ hôm nay tạc lý ra thơ tặng trò đang lúc đợi chờ suy vi đời sắp khổ suy vi sắp tới học hỏi thầy biết thế giới nay mai đường đời sỏi đã trông gai dìn tâm trí thiện ngày mai mới còn mình tu không phải trèo núi băng non Giữ gìn hạnh đạo lòng son suốt ngày Lời bình Trò thái bình ở Andeslech tiểu bang Nam Úc hỏi Pháp Đức thầy đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu đáp Thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1999 Mấy câu cuối Đời sắp khổ suy vi sắp tới Học hỏi thầy biết thế giới nay mai Đường đời sỏi đã trông gai gìn tâm trí thiện ngày mai mới còn Mình tu không phải trèo núi băng non giữ gìn hạnh đạo lòng son suốt ngày ngài khuyên người tu thường xuyên ở tại gia hàng ngày phải kiểm tâm giữ gìn giới luật không cần phải bôn chôn trèo núi băng non xa xôi đức huỳnh giáo chủ từng khuyên phật tại tâm chớ có đâu xa mà tầm kiếm ở trên non núi và đức thầy bần sĩ khuyên trò thái bình thái bình ơi ta đờn thì qua mấy dặm cây long hoa ta cặm khắp miền trời bảo ta phải bơi chiếc đỏ tiên đậu biến khổ nơi miền sơn đảnh. Trời bảo ta xuống đây tạo cảnh. Để rồi về, đừng lấp lánh trần nhơ. Ngài cho biết rằng Ngài lãnh lịnh trời giáng thế bơi thuyền cặm cây long hoa khắp trần miền, cảnh báo thế giới sắp có biến chuyển lớn rời non lấp biển tới đây. Trong quyển sấm giảng Thượng Đế Thường Phạt Trang 109, Đức Thầy Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2001 có đoạn tự thuật hành trạng nữ Bồ Tát Phật, nói cho đạo sĩ Kình Mau, ta là ông giảng tối cao Phật trời, mượn thay thể xác khắp nơi, dễ bề gần gũi trèo bơi chuyến đò, trần gian thấy vậy hát hò, chê ta là bậc chuyện trò khùng điên, gái mà nói chuyện thượng thiên, làm sao hiểu được không kiêng không rẻ, lời bình, so sánh câu sấm, nói cho đạo sĩ Kình Mau, ta là ông giảng tối cao Phật trời, với câu sấm thái bình ơi ta đờn thì qua mấy dặm cây long hoa ta cặm khắp miền những câu sấm trên có nghĩa tương đồng nhau ngài chính là ông giảng tối cao phật trời giáng thế bơi thuyền cặm cây long hoa tuyển hiền nhân về thượng ngươn thánh đức thử dân dân chẳng biết thôi ta cười dân sẽ nổi trôi như bèo mượn xác giả lái lèo thử thách mượn xác trần phân tách rõ ràng dân còn nằm ngủ mê man ta đây hiện xuống trần gian nhiều lần. Giả nay tảo mai tần khắc khổ. Trích cuối mặt bê băng đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết ngày 27 tân mùi 1991, kết tập sách truy luận Pháp Thiền Trang 232, Thiền tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1999. Mượn xác giả ngụy trang cứu đạo. Mượn nữ nhân được giảo ta bà. Nếu không, bị đắm hải hà. Làm sao tồn tại dựng nhà Phật Vương? Quay về nguồn cội trang 250, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 1997. Đôi lời cảm nghĩ của Kỳ Vân. Thấy đời mỏng tợ màn the, mèo dậu biến chuyển sợ e bể nổi, sông sâu khi lở khi bồi. Địa cầu cũng phải đến hồi đổi thay, buồn đời than vắn thở dài. Tại sao người mãi còn say mộng trần, mê chi ở kiếp phù vân? lên lên xuống xuống dần lân thai bảo, biển trần sóng bùa lao sao. Hãy sang thuyền giác tàu đảo Tây Phương, đừng mê đeo đắm trần dương, lăn qua lộn lại thê lương quả nhồi. Nay cơ ngươn cuối đến rồi, chuyển xây thay đổi dập rồi tang thương, cho nên ông giảng lo lường, mượn xác thiện nữ lên đường cứu dân. Nhưng đời chấp tướng mê tân, chấp danh chấp Phật bất cần Phật tiên, nay mai sấm nổ trần miền, Trung Đông chiến sự đảo điên hoàn cầu. Khói lửa lan tới Á Châu, biển đông dậy sóng trung bầu tiêu tan. Cơ trời lọc lược xảy sàng, hiền còn giữ mất lập làng thượng ngươn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương. Sydney, ngày 23 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo xin chân thành cảm ơn quý phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem